Sự khác nhau giữa mới yêu và yêu lâu. Trời ơi, cái tay ăn cái gì hôn đình nè. Ôi thiệt. Ui, ngon quá. Trời ơi, đi ra chỗ khác cái trời nóng muốn chết luôn. Ông bông bông cái gì? Trời ơi. Rồi xin lỗi. Em biết lỗi rồi mà. Mua son cho em nha. Làm vậy em buồn lắm á. Em không có thích son đâu. Đừng có mua son cho em. Màu gì vậy? Hãy đi shopping luôn nha. Ôi em không thích shopping đâu. Shopping ở đâu vậy? Bây giờ em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh. Anh biết là anh có lỗi với em không? Anh có lỗi gì? Anh làm gì đâu? Xin lỗi đi. Em bị điên à? Anh làm gì đâu? Xin lỗi đi. Không, anh có làm gì có lỗi với em đâu. Có lỗi, anh làm cái gì em phải tự biết. Anh chẳng làm gì cả. Có lỗi, em đã nói là có lỗi. Em làm sao, em vứt trẻ con đi, anh làm gì có lỗi đâu. Trẻ con hả? Anh nói gì người ta hết yêu tôi rồi đúng không? Trời ơi, tôi biết đây mà. Cái lúc mà tán tỉnh tôi nói trời ơi, nói một, nói hai, nói mười. Trời ơi, bây giờ có một câu thôi, tôi còn anh xin lỗi, không xin lỗi. Trời ơi, trời cao có xuống đi mà coi. Sao nói chỗ em đi ăn mà còn ngồi để chơi game nữa. Anh xin lỗi, anh chơi nốt với ba một ván anh chở em đi nha. Ok vậy anh chơi đi, xong hồi nữa em ngồi đây em đợi. Anh chơi xong rồi mình đi ha. Chở em đi ăn kem ốc quế thầu riêng. Mày ăn cái khác rồi mà. Thôi ốc quế thầu riêng thôi. Ốc quế thầu riêng, ốc quế thầu riêng, ốc quế thầu riêng thôi. Xong nói chở tao đi ăn mà hả, ngồi đây còn chơi game nữa. Suốt ngày game, sáng game, trưa game, chiều game, tối game. Trời ơi cái game này nè, được tặng nhiều quà lắm. Em coi đi nè. Ôi cái game này hay quá à. Xong thông báo voucher 50% của các thương hiệu lớn là Lazada, Bimin lại có cơ hội trúng iPhone 13 vàng 4 số 9, còn được giảm 50% của các box AK quét mã QR luôn, thông báo tại các cửa hàng. Trời ơi thích quá à. Giờ này trời, tại cái này còn tặng quà nhiều chứ bộ. À vậy mà không rủ tôi chơi, ý là tính là iPhone 13 rồi vàng 4 số 9 tính tặng cho con nào cái gì hả? Tôi nhìn cái mặt là tôi biết rồi, tính cấm sừng cái gì. Trân nói thử coi. Khỏi nói, trời ơi tôi...